Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước điện thoại cũ nữa đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả mọi người nha. Hàng hôm nay giá chỉ từ 350.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.590.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng xem máy, và anh em ở xa thì cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Rồi thì hình thức đặt cọc bên shop á, là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok nha. Hàng bán ra thì bao cho tất cả mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì mình sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Và một điều nữa, mình đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện cũng như là không bao phí ship cho mọi người nha. Phí ship một đơn hàng là từ khoảng 35 đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và Phước đã bán máy cũ rồi nên là hầu hết máy của Phước á, nó đã được thay thế hoặc là sửa chữa hết rồi nha mọi người. Thì con nào mà zin á thì Phước sẽ báo trên clip luôn, báo từ đầu luôn ha. Còn con nào mà đã thay thế hoặc đã sửa chữa rồi á thì Phước sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng cho mọi người thôi nha. Và mọi người thông cảm về vấn đề này giúp Phước ha, vì là máy cũ giá rẻ rồi ha. Rồi thì không làm mất thời gian mọi người nữa, Phước xin phép vào trực tiếp máy ngày hôm nay luôn nha. Đầu tiên trên tay Phước là con Samsung Tab 4 mã số 1, giá của nó là 350.000 thôi nha mọi người. Tình trạng của nó là Android 4.4 nên là nó không tải được Zalo ha, không tải được Zalo. Thì nó xài được Facebook Live, xài được TikTok, xài được YouTube màu xanh lá cây. Còn muốn coi YouTube màu đỏ thì mọi người vào Google Chrome giúp Phước. Con này xài Wi-Fi nha mọi người, mình không xài được SIM ha. Con này bản Wi-Fi không xài được SIM. Wi-Fi ok. Đó, âm thanh cũng rất là tốt nha mọi người. Màn hình thì sáng đẹp nha, màn hình thì sáng đẹp. Pin rất là trâu nha mọi người. Pin thì rất là ok luôn, âm lượng cũng rất là to ha. Đây. Đó, đây nhạc chuông nè mọi người. Đó, nhạc chuông rất là lớn, loa rất là lớn nha. Xem YouTube, xem hoạt hình TikTok rất là ok nha mọi người. Giá chỉ có 350.000 thôi, thì hè tới rồi, mua mấy con này về cho mấy bé chơi rất là ok nha mọi người. Lỡ có bị nó không có đòi mấy cái máy đời mới của phụ huynh ha. Nói chung cho em bé chơi hoặc là mình xem phim lướt web cũng khá là ok. Giá rất là rẻ rồi nha mọi người, chỉ có 350.000 thôi, Samsung Tab 4 nha mọi người. Mấy cái chỗ này á, là nó bị mất miếng cao su rồi nha mọi người. Đây là chỗ khay SIM và chỗ thẻ nhớ, mà khay SIM thì không xài được nữa nha. Con này thì RAM 1, bộ nhớ 8GB thôi nha mọi người. Samsung Tab 4 mã số 1, giá của nó là 350.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 2, ở đây Phước có là con iPhone 6G nha mọi người. Giá là 350.000 luôn ha. Tình trạng con này thứ nhất là mọi người, nứt kính. Thứ hai là bị bong tróc thủy ngay chỗ đây nè mọi người. Đó, mọi người để ý kỹ ha. Bị bong tróc thủy như vậy ha. Thứ ba là nó iCloud hiện, mọi người không được reset máy. Dính iCloud không được reset máy nè. Và một điều nữa là con này nó bị pin yếu. Tình trạng pin nó chỉ có 69% thôi. Còn lại là mọi chức năng xài bình thường, SIM sóng nghe, gọi Zalo, Facebook, TikTok ok. Vân tay ok luôn nha mọi người. Nè, vân tay còn luôn nha. Cam trước cam sau rất là nét nha. Này, cam sau. Đây là cam trước nha. Cam trước cam sau ok. iPhone 6G nha mọi người, mã số 2. Giá của nó là chỉ có 350.000 thôi mọi người. 350k ha. Và tiếp theo là mã số 3, cũng 350.000 luôn nha mọi người. Thì ở đây Phước có là con Oppo Neo 9 nha mọi người, hay gọi là Oppo A37 cũng là nó nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android 5 chấm. Máy là máy zin full hết nha mọi người. Đây, để mình hạ cái đồ sáng xuống ha. RAM 2, bộ nhớ 16GB nha mọi người, Oppo A37 ha. Đặt này, phần cài đặt này, máy là máy full zin hết nha mọi người. Xem phim lúc web nghe nhạc cũng khá là ok mọi người nha. Nè, Oppo A37 Android 5 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB nha, 16GB đây. Máy zin full luôn nha mọi người, và cam cũng rất là đẹp. Đây mọi người xem cam của máy nha. Đây là cam trước nè. Đó. Và đây là cam sau, cam rất là đẹp luôn nha mọi người. RAM 2, bộ nhớ 16GB ha. Mua cho bé hay là mua mình xài chữa cháy cũng rất là ok, ngoại hình cũng còn rất là đẹp nha. Giá chỉ có 350.000 thôi nha mọi người. Oppo Neo 9 hoặc là A37 ha, cũng đều là nó hết. Giá cho con này chỉ 350.000, mã số 3 nha mọi người. 350k mã số 3. Dạ rồi, tiếp theo là 390.000, đây là Samsung Z7 2016 nha mọi người. Tình trạng của nó đây, nó chỉ bị nứt như thế này thôi mọi người. Đó, mọi người để ý kỹ ngón tay Phước nè. Đó,
Rồi, nó chỉ nước một lần qua như vậy thôi. Còn lại là rất là ok luôn mọi người. Màn hình sáng đẹp nha mọi người. Màn hình rất là sáng đẹp luôn nha. Xài rất là sướng luôn. Sim sóng nghe gọi Zalo Facebook thoải mái. Và cam rất là đẹp nha mọi người. Mọi người xem cam nha. Đây, cam sau nè. Đó. Và đây là cam trước nha. Cam rất là ok nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha mọi người. G7 2016. Âm thanh đây. Đó. Lò rất là lớn nha. Màn hình cũng rất là sáng đẹp luôn á mọi người. RAM 2 bộ nhớ 16GB, máy còn rất là cứng cáp nha mọi người. Pin cũng rất là ok, mã số 4 nha. Giá của nó chỉ có 390.000 thôi mọi người, 390k mã số 4. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 5. Ở đây là Phước có con Samsung Z3 Pro, máy Zenfone nha mọi người. Thì cái phần này là dơ mọi người, máy còn rất là đẹp luôn mọi người, để kỹ vỏ viền cực kỳ đẹp luôn. Màn hình cũng bao đẹp luôn nha mọi người, màn hình là cực kỳ sáng đẹp luôn á. Nè. Mọi người, mình sẽ cho mọi người xem cam. Đầu tiên mình coi cam, coi còn cài đặt của máy nè. Màn hình cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Zenfone luôn nha mọi người, mà màn hình rất là đẹp luôn á mọi người. Z3 Pro nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB, máy xài rất là mượt mà luôn. Viền vứt nè mọi người, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. Viền pin đồ rất là đẹp, viền đẹp nè, pin trâu, pin rất là ok luôn mọi người. Đặc biệt là cam nha mọi người, cam là rất là đẹp luôn nè. Mọi người xem cam của máy nha, cam nét lắm mọi người. Đó, cam rất là nét luôn nha. Giá chỉ có 490.000 thôi mọi người, quá rẻ luôn nha mọi người. Samsung Z3 Pro, máy zin đẹp keng luôn. Cam thì bao đẹp luôn nha mọi người, 490.000 mã số 5 Samsung Z3 Pro ha. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 6, cũng giá 490.000 luôn. Đây là con Oppo F3 Lite, RAM 3 bộ nhớ 32GB, Android 6 chấm nha mọi người. Giá cho nó chỉ có 490.000 thôi. Đây, xem cam của Oppo rất là đẹp mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn. À, những dòng cam của Oppo là rất là đẹp nha mọi người. Cam trước cam sau là đẹp nè. Còn cài đặt đây. Pin rất là trâu nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB, Android 6 chấm nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Máy rất là đẹp luôn. Cam đẹp, vỏ viền cũng rất là ok nha mọi người. Giá của nó cũng chỉ có 490.000 thôi. Mã số 6, 490k nha mọi người. Oppo F3 Lite nha. Máy còn rất là ok nha mọi người. Mã số 6, 490.000. Dạ rồi, tiếp theo của mình là mã số 7 nha mọi người. Dạ, mã số 7, đợi mình xíu nha mọi người. Đây, mã số 7 giá của nó cũng 490.000 luôn nha mọi người. 490.000, con này là Samsung Z8 nha mọi người. Máy zin full, tình trạng là nứt kính. Máy là máy full zin hết mọi người nha. Đây, màn hình rất là đẹp nha mọi người. Đây mọi người xem cam nè. Cam sau. Đó, cam trước nè. Đó, rất là ok nha. Và đây là cam sau nè. Đó. Cam đồ rất là ổn nha mọi người. Cam khá là ok ha. Nói chung giá rẻ thì những cái máy này thì mình nghe gọi chữa cháy rất là ok mọi người nha. Màn hình sáng đẹp không ám ố luôn. Màn hình sáng đẹp không ám ố nha mọi người. Để mình giảm độ sáng xuống xíu. Màn hình sáng đẹp không ám ố. Samsung Z8 nha mọi người, chỉ bị nứt kính thôi. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin là bao trâu bò luôn mọi người. Pin là cực kỳ trâu luôn. RAM 3 bộ nhớ 32GB, màn hình sáng đẹp nha. Chỉ bị nứt kính thôi, còn lại mọi chức năng xài rất là ok. Mã số 7 giá của nó chỉ có 490.000 thôi nha mọi người, 490k. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 8. Ở đây là mình có con Samsung A8 nha mọi người. Thì mình mới dán nắp lưng tạm thời như thế này thôi. Mình dán tạm thời thôi. Tại vì con này nó có lỗi nha mọi người. Thì tất cả các chức năng của nó là như là sim, sóng, nghe, gọi mình đã test ok hết rồi nha. Cảm ứng bao cho mọi người, không bị gì hết. À, tất cả chức năng mình đã test hết rồi. Cam trước nè, cam sau nè, tăng giảm âm lượng, nút nguồn đều test hết ok rồi. Sim sóng nghe gọi bao lo to nghe rõ luôn nha. Nó chỉ bị lỗi duy nhất ở đây là như thế này nha mọi người, là mình khi mình cắm sạc lên, để mình, mọi người đợi mình xíu, mình sẽ cắm sạc con máy lên cho mọi người xem nha.
Rồi khi mình cắm sạc lên nè mọi người, nó có lúc thì nó sẽ nhận sạc, có lúc thì nó báo là nhiệt độ ẩm nó không cho sạc, nhưng mà xíu nó lại sạc được đó. Nên là vấn đề đó, vì chính vì vấn đề vậy nên mình không có dán nắp lưng lại, thì mình cho anh em thợ thầy hoặc là anh em nào về treo app, treo game gì đó thì anh em cứ về xử lý nha. Hôm nay đó mình chỉ dán hờ lại như thế này thôi ha, để cho anh em bóc ra cho nó dễ. Còn không thì cứ anh em nào mà về đó, thì mình cứ dán lại bình thường nha, lấy keo dán sắt hoặc là keo gì đó dán lại cũng được hết ha. Nó con này là bao ok luôn mọi người, xài rất là mượt mà luôn mọi người nè. Đợi, mình đợi xíu mình cho mọi người xem thông tin của máy nha. Rồi, mọi người đợi xíu thông tin của máy đây. Đây là Samsung A8 2018 nha mọi người, Samsung A8 2018. Mình để cho anh em giá chỉ có 490.000 thôi nha. Màn hình bị sập một đường đây nữa nha. Đó. Để cho anh em chỉ 490.000 thôi. A8 2018 máy có xài rất là sướng luôn, màn AMOLED nha, RAM 4 nè mọi người. Bộ nhớ là 32GB nha. Rồi, nói tình trạng như vậy nha mọi người. Đó, thì lâu lâu nó bị như vậy, và cái này mình không phải dán lại hết nha, mình để vậy cho mọi người về có gì mình thử dán lại ha. Đó, anh em có thợ thầy có bóc ra sửa chữa gì thì cứ việc bình thường. Còn tại chức năng là mình bao cho mọi người tất cả chức năng đều xài bình thường nha. 490.000 Samsung A8 2018. Bị sập một đường và bị tình trạng như Phước vừa nói ha. 480.000. Xin lỗi mọi người, 490.000 nha, 490k. Dạ rồi, tiếp theo là 590.000. Đây là con iPhone 14 Pro Max nha mọi người. Thì tình trạng của nó là chỗ đây nè, nó bị nứt nhẹ xíu mọi người thấy ha. Bị nứt nhẹ xíu như thế ha. Nó bị nứt nhẹ xíu nha mọi người. Đó, tình trạng là bị nứt nhẹ. Và con này thì nó cũng giống như tất cả các con mà mình hay đăng đó mọi người. Là tình trạng của nó là nó không xài được sim 4G mọi người. Nó không xài được sim 4G, có nghĩa là mọi người gắn sim sống nghe gọi rất là ok nha, sim sống nghe gọi là cực kỳ ok, wifi ok luôn. Chỉ có điều là nó không lên mạng với cái sim được, nghĩa là cái sim mà mọi người bật mạng dữ liệu nó không xài được ha. Còn lại thì mọi người xài wifi rất là ok. Đó, cam trước cam sau cũng khá là ổn đó mọi người. Đó, cam sau rất đẹp ha. Đây là cam trước. Đó, 14 đồ mắt nha mọi người. Rồi mình nhắc lại, đây là máy Trung Quốc nha mọi người. Nên là mọi người nào mà có xu hướng muốn có suy nghĩ mà dùng nó làm máy chính á, thì không nên. Chủ yếu là mình mua về sưu tầm nghe gọi đồ chơi thì được nha. Mình khuyên là làm máy phụ thì rất là ok, còn làm máy chính thì không nên nha. Mã số 9 iPhone 14 Pro Max nha mọi người. Giá của nó chỉ có 590.000 thôi nha, 590k. Rồi tiếp theo là mã số 10 nha mọi người. Mã số 10 số 10 ở đây là Phú có là Samsung, xin lỗi mọi người, Vivo i91C nha mọi người. RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin bao trâu bò luôn nha mọi người, pin cực kỳ trâu, cam trước cam sau rất là đẹp nha mọi người. Đây xem cam nè, đó cam sau nè, vậy là cam trước. Vivo i91C nha mọi người, pin là bao trâu bò luôn á mọi người, pin rất là trâu nha. Giá của nó chỉ có 590.000 thôi mọi người, 590k nha mọi người, cho một con Vivo i91C như thế này nha. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Mình giảm cái độ sáng xuống cho mọi người dễ nhìn nha, như vậy nhìn chó mắt quá. Phải tắt cái độ sáng tự động đi đã. Vivo i91C nha mọi người, giá của nó là 590.000 thôi nha. RAM 2, bộ nhớ 32GB nha mọi người. Ngoại hình cũng rất là ok, thì nói chung là máy như cũ nên là có viền, có trầy, có khoảy, mọi người thông cảm nha. Mã số 10 Vivo i91C, giá của nó là 590.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 11, giá của nó là 650.000. Đây là con Samsung J4 Lut nha mọi người. Samsung J4 Lut nha. Máy mới 99% đẹp ken luôn. Con này là mình thu lại của khách. Ngày hôm nay mình có 3 con máy thu lại của khách nha, xíu mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau. Đầu con này là con đầu tiên Samsung J4 nè, J4 Lut nè.
máy đẹp ken luôn mọi người, thật sự là rất rất là đẹp luôn, người ta xài rất là kỹ nha. Cam trước nè, đây là cam sau nè, đó máy đẹp như mới luôn mọi người, có dán cường lực sẵn luôn nè, máy mới ken luôn mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn, pin rất là trâu, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha mọi người, pin cực kỳ trâu luôn. Và mọi người xem nè, phần thông tin của máy đó nha, siêu bóng lút nha mọi người, nó một chấm phản quang nhẹ xíu ngay đây nha, mà máy đẹp lắm nha mọi người, máy nhìn cực kỳ đẹp, pin rất là trâu luôn, siêu bóng lút, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha mọi người, máy rất là đẹp nè, viền vứt đồ cực kỳ đẹp luôn ha, như máy mới luôn á mọi người. Giá của nó chỉ có 650.000 thôi nha mọi người. Mã số 11 Samsung Z4 Plus. Tiếp theo là mã số 12, giá của nó là 690.000 nha mọi người. Đây là con Oppo A5s nha. Tình trạng của nó là bị bong thủy ở đây nè, bong tróc thủy ở đây một xíu nè. Đó. Còn lại là chức năng xài rất là ok, pin bao trâu bò luôn nha mọi người, Oppo A5s nha. Đây là cam trước cam sau của máy nè mọi người xem. Đó, cam trước nè. Đây là cam sau. Cam khá là ổn nha mọi người. Giá của nó chỉ có 690.000 thôi nha mọi người, 690.000 Oppo A5s nha. Pin bao trâu bò, RAM 3 bộ nhớ 32GB luôn nha mọi người, 332 nè, Oppo A5s nha. Pin rất là trâu luôn, mã số 12 nha mọi người. Giá của nó chỉ có 690.000 thôi, thì vỏ viền có trầy có phẩy khá nhiều không mọi người ha. Giá rẻ và máy rất là ok như thế này thì mọi người cũng nó khá hợp lý với cái mức giá như thế này rồi nha mọi người. Mọi người đừng đòi hỏi quá tội nghiệp shop nha. Mã số 12 Oppo A5s, giá của nó là 690.000. Dạ rồi, tiếp theo là 690.000 nữa thì ở đây Phước có con Samsung Z7 Rim, cũng đây là một con thu lại nữa nè mọi người. Rất là đẹp luôn mọi người thấy nha. Trời ơi, cái vỏ là mọi người thấy mới 99% luôn á, màn hình sáng đẹp cực kỳ luôn. Đó, Z7 Rim nha mọi người, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Đây là cam sau nè, xin lỗi mọi người, cam trước nè. Đây là cam sau nè. Cam kiết rồi rất là ok, màn hình là bao sáng đẹp luôn. Và với những con như thế này nha mọi người xem phim, nghe nhạc, lướt web, TikTok, Facebook, Zalo là mượt mà luôn nha mọi người. Màn hình sáng đẹp không ám ố luôn. Vỏ viền mới 99% đúng không mọi người. Không hiểu sao mà người ta xài kỹ đến vậy nữa ha. Mã số 13 nha mọi người, Samsung Z7 Rim 690.000 nha mọi người, 690k. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 14, giá của nó là 790.000. Đây là con Samsung A10s nha mọi người. Tin con này cũng là một con thu lại nữa nha mọi người. Giá của nó chỉ có 790.000 thôi. A10s RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 5000. Xin lỗi mọi người, pin 4000, vỏ ngoài mới ken luôn nha mọi người. Thì con này nó bị một lỗi nhỏ như thế này là nút giảm bấm không được, nút tăng bấm ok. Thì mọi người muốn tăng âm lượng, giảm âm lượng gì thì mình bấm nút tăng, sau đó là mình bấm kéo lên xuống trong màn hình như thế này thôi đó, nó chỉ có vậy thôi ha. Cam trước cam sau là rất là đẹp mọi người, cam trước nè hay là cam sau nè. Mọi chức năng sẽ ok, pin bao trâu bò, máy đẹp ken luôn mọi người. A10s nha mọi người ơi, sim sống nghe gọi Zalo Facebook là pin bao trâu bò luôn. Máy mọi hình còn rất là đẹp, màu đỏ rất đẹp nha mọi người. Mã số 14 nha. Giá của nó chỉ có 790.000 thôi mọi người, 790.000, mã số 14 ha. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 15 nha mọi người. Mã số 15 ở đây là Phước có con Samsung Z7 Pro nha mọi người, Samsung Z7 Pro giá của nó là 750.000 thôi nha mọi người. Máy zin full luôn mọi người, máy còn cường lực luôn nè, còn dán cường lực luôn nha. Vỏ ngoài thì còn người ta mang ốp nhiều nên là nó bị nhâm thôi mọi người ha. Zin full luôn, màn hình sáng đẹp không ám ố nha mọi người. Màn hình bao sáng đẹp luôn. Đây. Thông tin điện thoại nè. 7 Pro nha mọi người. Đây là cam nè, cam sau nè, cam trước nè, đó, cam trước cam sau rất là ok nha. Giá của nó chỉ có 750.000 thôi nha mọi người, Samsung Z7 Pro, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người. Sim sống nghe gọi Zalo Facebook, lướt web, TikTok, Zalo thoải mái luôn nha mọi người. Máy rất là mượt mà luôn, mã số 15 chỉ có 750.000 thôi mọi người, máy rất là ok nha. Z7 Pro, mã số 15 nha. Rồi tiếp theo là mã số 16, giá của nó
là 790.000 luôn nha mọi người. Đây là con Samsung A20 RAM 2, xin lỗi mọi người, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 4000, có hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn nha. A20 màn hình bao sáng đẹp không ám mố, chỉ có vỏ ngoài là hơi xấu thôi mọi người. À, cam sau nè, đây là cam trước nè. Cam rất là đẹp nha. Cam đẹp, pin là rất là trâu. Màn hình thì bao sáng luôn nha mọi người. A20 nha. Giá của nó chỉ có 790.000 thôi nha mọi người. Vỏ ngoài hơi xấu nha, còn lại là màn hình sáng đẹp không ám ố, pin trâu bò, hỗ trợ sạc nhanh Type-C luôn. Giá của nó cũng chỉ có 790.000 thôi nha mọi người. Ngày hôm nay máy rẻ rất là nhiều luôn mọi người. 790.000 mã số 16 Samsung A20 nha. Rồi tiếp theo là của mình là có con mã số 17. Giá của nó cũng 790.000 luôn nha mọi người. Đây là Oppo F9 ha. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha mọi người. 790k. Oppo F9 đó mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. 790.000 nha mọi người. Pin bà bao trâu cho mọi người luôn, pin cực kỳ trâu luôn. Cam sau nè, cam trước nè. Đó. Vỏ viền mì máy thì là vỏ viền zin theo máy nên là có trầy có vẩy nha mọi người. Đây. Nắp lưng đây. Mã số 17 nha mọi người. Oppo F9 giá cho con này cũng chỉ có 790.000 thôi nha mọi người. Mã số 17 790.000. Rồi tiếp theo là mã số 18 nha mọi người. Mã số 18 ở đây là Phước có con Oppo A7 nha mọi người. Oppo A7 nha. RAM 4, bộ nhớ 64GB luôn, giá cũng có 890.000 thôi nha mọi người. Máy zin full luôn nha. Oppo A7 nha mọi người. 890.000 đây, Oppo A7 nè. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Máy thì rất là đẹp luôn mọi người. Cam trước cam sau khá là ổn nha mọi người. Đây là cam sau nè. Còn đây là cam trước nè. Đó. Cam trước thì nó không đẹp bằng cam sau nha mọi người. Giá của nó chỉ có 890.000 thôi nha mọi người. Oppo A7 nha. RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy zin hết nha. Máy ngoại hình còn rất là ok, pin là bao trâu bò luôn mọi người. Oppo A7 nha. Mã số 18, giá của nó là 890.000. 890.000 nha mọi người, Oppo A7. Rồi tiếp theo là mã số 19. Giá của nó cũng 890.000 luôn nha mọi người. Đây là Samsung A30. RAM 3, bộ nhớ 32GB, cũng pin 4000 luôn nha mọi người. Máy thì nắp lưng rất là đẹp, viền thì nó bị trầy xước rồi ha. Để mình tăng độ sáng của máy lên xíu ha. Màn hình là bao sáng đẹp luôn nha mọi người, cam trước cam sau rất là đẹp nè. Đó, cam sau nè, nét căng luôn. Vậy là cam trước. Cam trước cam sau rất là đẹp nha mọi người. Rồi cài đặt đây, thông tin của máy nha mọi người, màn hình sáng đẹp không ám ố luôn. A30 nha mọi người. Rồi, con này là RAM 4, bộ nhớ 64GB nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB, mã số 19, giá của nó có 890.000 thôi nha mọi người. Giá rất là rẻ luôn nha mọi người ơi. Mã số 19, 890.000. Samsung A30 nha mọi người, hỗ trợ sạc nhanh Type-C, pin 4000 luôn nha. Mã số 19, 890.000. Tiếp theo là mã số 20 nha mọi người. Đây là Vivo Y15, giá của nó là 980.000. RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 5000, máy full zin. Chính vì full zin nên là vỏ ngoài của nó có trầy có phẩy nha mọi người ơi. Vỏ ngoài có trầy có phẩy nha. Y15 nha mọi người. Mọi người xem cam nè, rất là nét nha, cực kỳ đẹp luôn. Này, cam trước cam sau rất là đẹp nha. Đó, cài đặt của máy đây.
xài rất là mượt nha mọi người, và pin là bao trâu cho mọi người luôn, pin tới 5.000 lận nha. Đó. 464GB pin 5.000 luôn nha mọi người. Vivo i15 nha mọi người, giá của nó chỉ có 980.000 thôi, RAM 4, bộ nhớ 64GB và được pin 5.000 nữa nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 21, giá cũng 980.000 luôn nha mọi người. Đây là Fitbit Lite 4, RAM 6, bộ nhớ 64GB. Con này thì bao game cho mọi người luôn, game nào chơi cũng ngon, cực kỳ ngon luôn nha mọi người. Game cũng là bao cho mọi người luôn. Đó, lo là bao bao lớn, lo bao lớn cho mọi người, cam bao đẹp. Cam sau nè, cam trước nè. Đó, con này chỉ vì lỗi nhỏ thứ nhất là máy zin full luôn nên là viền nó hơi xấu, viền vỏ hơi xấu nha mọi người. Thứ hai nữa là màn hình bị phản quang như thế này, phản quang như thế này nha mọi người. Đây, con này pin 5.000 luôn nha mọi người. Đây bạn mọi để kỹ bên góc nè, nó bị phản quang nha, không phải là bị nước vô nha mọi người. Bao cho mọi người là máy không bị nước nha, đồ điện tử mà bị nước vô coi như thua nha mọi người. Đó, Lite 4 nha mọi người, RAM 6, bộ nhớ 64GB, pin 5.000, hỗ trợ sạc nhanh tay si, cấu hình là bao cân game Liên Quân Free Fire cho tất cả mọi người luôn, chạy app Grab công nghệ hoặc là nói chung chơi game là bao sướng luôn nha mọi người. Xử lý cực kỳ mượt mà luôn. Mã số 21 Fitbit Lite 4 nha mọi người, giá của nó cũng 980.000. Mã số 21. Tiếp theo là mã số 22, giá con này là Vivo i15s nha mọi người. Vivo i15s nha, giá của nó cũng 980.000 luôn nha mọi người. Vivo i15s nè, 980.000. i15s nè, RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android đời cao luôn nha mọi người. Android 12 nha, máy đời mới luôn đó mọi người. Chỉ có vỏ là hơi trầy xước thôi, mọi người về mua ốp lưng là xài là bao ngon luôn. Pin là bao đâu bò, pin 5.000 luôn nha mọi người. Con này mua ốp về xài là cực kỳ sướng luôn ha. Máy rất là mượt nha mọi người, i15s nha. Cam là bao nét luôn nha mọi người, cam Vivo là cực kỳ đẹp luôn nè. Cam trước nè, đây là cam sau. Đó. Khi mọi người chuyển qua cam thì nó chớp chớp mọi người thấy không? Là khi đó là xong nha mọi người. Đó, nó chứ không phải là nó bị lỗi đâu nè. Đó. Thấy không? Mọi người thấy nó hết rồi thấy không? Đó, chứ không phải là bị lỗi đâu nha. Vivo i15s nha mọi người, mã số 22, giá của nó chỉ có 980.000 thôi nha, 980k. Rồi, tiếp theo là mã số 23, giá của nó là 1.050.000 nha mọi người. Con này là Samsung A11 nha mọi người, RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 4.000, hỗ trợ sạc nhanh tay si. Máy là máy đẹp keng mới 99%, không tì vết luôn ha. Snapdragon là 445. Màn hình bao sáng đẹp không ám ố luôn nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Pin là bao trâu, cam trước cam sau là rất là đẹp. Đây, cam trước nè. Đây là cam sau nè. Cực kỳ đẹp nha. Mã số 23 nha mọi người, Samsung A11. Giá cho con này chỉ có 1.050.000 thôi nha mọi người. Mã số 23. Tiếp theo là mã số 24. Con này là cái con Samsung A31 nha mọi người. A31, RAM 6, bộ nhớ 128GB nha mọi người. Tình trạng là mất vân tay với cam trước xấu. Này, cam trước mọi người, cam trước xấu nha, cam sau ok, bao đẹp luôn. Đó, màn hình sáng đẹp không ám ố nha mọi người. Giá cho con này chỉ có 1.190.000 thôi nha mọi người. 1.190.000 Samsung A31 nha mọi người. Máy ngoại hình đẹp như mới luôn. RAM 6 nè, bộ nhớ 128GB nha. Máy ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Cái phần cam đó là do bị nó bị hở sáng trên đây nè mọi người. Về thay cam lại là xài bao ngon luôn nha mọi người. Mất vân tay nè. Cam trước 6, vỏ viền đẹp keng mới 99% luôn. RAM 6, bộ nhớ 128GB, hỗ trợ sạc nhanh tay si. Máy ngoại hình đẹp nha. 1.190.000, mã số 24, A31 nha mọi người. Cuối cùng là 1.590.000, đây là con Oppo F11 nha mọi người. RAM 8, bộ nhớ 256GB nha mọi người. Thì con này là được tặng kèm ốp lưng nè, cường lực và có một cái hộp full hộp luôn nha mọi người. Tặng kèm một bộ sạc bên trong máy luôn nha. Riêng con này sẽ tặng một kèm bộ sạc nha mọi người. RAM 8, bộ nhớ 256GB nha mọi người ơi. Cam trước cam sau là bao đẹp luôn nha. Mà máy mới 99% luôn, đẹp cực kỳ. Thông tin của máy đây. Đó, F11, RAM 8, 256GB nha mọi người. Giá của nó là 1.590.000 ha. Mã số 25, máy đẹp keng luôn.
Rồi hôm nay chỉ có nhiêu đây máy thôi. Mọi người ưng ý cây máy nào thì nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số Phước vừa đọc 0912731033. Ha, mọi người, anh em nào ở gần thì ghé qua cửa hàng xem máy, ở xa thì cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy nha. Hình thức đặt cọc bên shop, anh em cọc bằng cạc điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì mình sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả mọi người nha. Và cảm ơn mọi người đã xem clip của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.